Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì để trở lại cái video đang bán ngày hôm nay thì em có đến cái chuồng bò của cái anh khách ở đây. Ghi hình và báo giá dùm cho anh tổng cộng có 4 con bò cái. À, trước mắt cô chú anh chị và các bạn là 4 con bò cái kem Pháp ha. Ở đây có con kem Pháp giấy, con kem giấy nè. Con này thì nó thuộc về cái dòng kem Pháp con của con Angus siêu cọp. À, chân móng nè, hết biết bò. Xương sóc rất là to. Con này thuộc phải thuộc về hàng độ. À, đây xương, ôi cái dàn xương khủng khiếp luôn. À, chân móng đây, con này thì phối tinh được 1 tháng 20 ngày. À, kem Pháp nha, chiều cao tại phía sau khu được là 1 mét, khoảng 1m33 cho tới 1m35. Bò rất là lớn con, xương sóc rất là độ ha. Đây bà con cô bác anh chị xem. Con này bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị với giá là 28 triệu. Ủa, hai mấy, 27, 28 triệu. Chân móng nè, xương sóc rất là to. À, xương nó dám to hơn xương của em. Ghê thiệt. À, chân móng xương sóc rất là to luôn ha. Qua đây thì có con này thì nó thuộc về bò lứa. Con này tầm khoảng từ tầm 6 tháng ha, 6 tháng 6 tháng rưỡi bò. Ừ. 6 tháng 6 rưỡi bò. Và cặp này thì con này khoảng 6 tháng ha. Thì cặp này bây giờ chốt giá cho bà con cô bác anh chị. Con này, à với con này. Đây nè. Ha, con này với con kia thì hai con này chốt giá cho bà con cô bác anh chị giá là 27 triệu. Chân móng nè, rúng yếm nè, đi đứng đều hoàn thiện hết nha. Sái tích nghiêm chỉnh. Con này hai sái mạc. Còn con này thì một sái mạc. Nó sẽ lưng thì nghiêm chỉnh nè. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Hai con bò này chốt giá cho bà con của bác anh chị giá là 27 triệu hai con. Con này với cái con này ha. Đó, còn con chính giữa này thì nó khoảng tầm 7 tháng rưỡi bò. Đúng rồi. Đúng rồi. Tắt điện cho nó ra luôn, đúng rồi. Đó. Con này khoảng 7 tháng rưỡi bò. Chân móng nè. Chân móng sò, trụ thì đứng thẳng. Ở đây rúng nè. Rúng thì đầy đủ nha. Con này đang chốt giá cho bà con cô bác anh chị với giá 15 triệu rưỡi. À, yếm tốt. Đầu nè. Sái mặt nghiêm chỉnh, sái lưng cũng nghiêm chỉnh luôn. Con này thì chốt giá 15 triệu rưỡi nha. Ở đây thì sái lưng nó nè. Đó, bà con cô bác anh chị xem, mỏ hồng, ống hồng, hoa cũng hồng luôn ha. Con này tầm khoảng từ 7 tháng rưỡi bò. Con này đang có giá bán là 15 triệu rưỡi. Còn hai con này. Hai con này có giá là 27 triệu nè, hai con. À, con cô bác anh chị này cũng như có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Số điện thoại thì em để trên màn hình nha. Con này và con này có giá là 27 triệu một cặp. Đó, bà con cô bác anh chị xem. Lưng vai nè. Rúng nè, chân móng nè. Đấy. 4 con tổng cộng. Bò này thì chiều cao tại phía sau khu chắc dao động khoảng 1m15. Còn hai con kia khoảng tầm 1m1 một con. Còn có con đứng cuối đằng kia khoảng 1m06 m 7 ha. Đây có con kem Pháp siêu độ nè. À, chân móng xương sóc rất là lớn luôn. Con này thì hiện trạng của nó là đang phối tinh được 1 tháng 20 ngày. Chân móng xương sóc to. Đây, lưng vai thì lật. Con này thuộc về con kem giấy ha. Con của con bò cọp. Con của con bò siêu cọp. Bà con cô bác anh chị ở gần xa có nhu cầu mua thì mọi người liên hệ với em. Xương sóc rất là lớn luôn. Ừ. Bò cực kỳ bự con này. Con này có một sái mạc nha. À, 6 vú. Con bò này 6 vú nha. Xương sóc rất là lớn luôn. Đây cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu mua thì mình liên hệ với em. Bò thuộc diện bò rất là độ ha. Xương sóc lớn. Giá chốt của nó là 28 triệu phối tinh rồi. Phối tinh được 1 tháng 20 ngày luôn. Bà con cô bác anh chị ở gần xa có nhu cầu mua những bò này thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được những bò này. Em đang có mặt tại xã Phú Lễ của huyện Ba Tri. Xã Phú Lễ của huyện Ba Tri đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng. Xin nhắc lại một lần nữa, cặp này có giá bán là 27 triệu con này, và con này có giá là 27 triệu nha. Còn con đứng chính giữa này có giá là 15 triệu rưỡi. Mà từ chân móng xương sóc đem đã kiểm tra hết rồi, đi đứng đi hoàn thiện hết, không trật lỗi gì hết ha. Và những con bò này là những con bò tơ, những con bò lứa thì bên em sẽ không có bật chế độ bảo hành. Và những con bò này khi mà giao đến chị, cô chú anh chị và các bạn sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán.
sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về tình trạng chân móng đi đứng của những bò này rồi mới thanh toán tiền. Còn vấn đề khác thì bên em sẽ không bật chế độ bảo hành nha. Ở đây cô chú anh chị các bạn nghe rõ và kỹ ha. Đó, những bò này khi mà giao đến sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui kiểm tra về tình trạng đi đứng chân móng của những bò này rồi mới thanh toán tiền. Chốt giá lại là con này có giá 28 triệu. Con này có giá 15 triệu rưỡi và hai con kia có giá mỗi con hai con kia có giá là 27 triệu một cặp. Rồi bây giờ em lại gần đó, em cập nhật thông tin về chiều cao cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem nè. À, chiều cao của con bò này. Con này cao dữ rồi. Con này chiều cao chắc hết 35. Bữa này nắng dữ chứ. Chứ mà mới sáng mà nắng ghê. Biết nhiêu không? Được 1m4. 1m38. Dạng xương của nó. Coi dạng xương của nó sao cái xương của mình. Bự cũng bằng cái dép anh. Bự bự kinh khủng. Còn con này khoảng 1m15 là đón nha. Ok, con này 1m13. Còn hai con này cái tầm 1m0. Con này 1m06. Con kia chắc cũng khoảng 1m. Chốt giá cho bà con cô bác anh chị rồi. Và những hình ảnh cần thiết em đã cập nhật những thông tin cơ bản rồi. Rồi bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại những video của bạn video tiếp.